Vâng thưa quý vị và các bạn, cập nhật đến 10 giờ sáng nay thì tâm bão số 9 đang ở ngay vùng bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên và cường độ bão vẫn còn mạnh cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Mưa gió ở trên đất liền thì không ngừng tăng lên. Tổng lượng mưa trong 15 tiếng qua ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi là từ 201 đến 364mm. Mưa xối xả chút xuống, cùng với những trận gió rất mạnh, người dân tuyệt đối là không được ra khỏi nhà. Mưa to sẽ tập trung trong hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên với tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến là từ 200 cho đến 400 mm. Con Tum và Gia Lai lượng mưa là 150 đến 250 mm. Từ Nghệ An đến Quảng Trị thì mưa sẽ kéo dài cho đến chủ nhật do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và tổng lượng mưa của khu vực này là từ 200 cho đến 400 mm. Và đặc biệt là ở Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh sẽ là những nơi có mưa rất to, lượng mưa có thể lên tới mức là 500 đến 700 mm cả đợt. Mưa dồn dập đang khiến lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Con Tum và Gia Lai lên dần. Dự báo là trong tối nay thì trên sông Vệ ở Quảng Ngãi, sông Đắc La ở Con Tum sẽ vượt báo động 3 từ 50 đến 60 cm. Sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi, sông Ba tại Gia Lai còn cách báo động 3 khoảng 50 cm. Nguy cơ sẽ gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp, các đô thị cùng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi của khu vực Nghệ An đến Phú Yên và Con Tum Gia Lai. Để cập nhật liên tục thông tin về cơn bão số 9, quý vị có thể quét mã QR qua các ứng dụng mã QR hoặc là cập nhật thông tin trên fanpage dự báo thời tiết VTV cũng như các nền tảng số khác của Đài truyền hình Việt Nam.